Khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 64: Nằm mộng cũng niệm Phật. Đại Đức xưa dạy chúng ta, niệm Phật có thể nhất tâm chấp trì. Trì là bảo trì, chấp là kiên cố giữ chặt cái câu Phật hiệu này. Mỗi niệm không nới lỏng, mỗi niệm không quên, đây chính là chấp trì. Có lẽ có đồng tu nói việc này là rất khó. Mỗi tối khi đi ngủ, vừa ngủ thấy đều quên hết. Không sai, đó là công phu của bạn chưa đến nơi. Công phu chân thật đến nơi rồi, buổi tối đi ngủ, Phật hiệu cũng không gián đoạn, nằm mộng cũng niệm Phật. Tục ngữ thường nói, ba ngày nghĩ gì, đêm mộng thấy cái đó. Nằm mộng cũng niệm Phật, nằm mộng cũng thấy Phật. Nằm mộng cũng mộng thấy thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như mọi người có thể đến được cái cảnh giới này, bạn có thể tin tưởng, bạn nắm chắc phần vãng sanh. Có thể ở trong mộng mà niệm Phật, trong mộng thấy được Phật, vậy thì nắm chắc phần vãng sanh. Việc này cần phải có công phu. Tại vì sao chúng ta buổi tối nằm ngủ thì mộng thấy sằng bậy, Phật hiệu không có? Tâm tư của chúng ta quá tạp loạn, vọng tưởng tạp niệm của chúng ta quá nhiều. Vào ban ngày, bạn không thể quán sát. Đến buổi tối nằm mộng, những tạp niệm, vọng tưởng này khởi hiện hành, nên biến thành cảnh giới mộng. Vẫn là chính mình công phu niệm Phật không đủ lực, nên không thể hàng phục được những tạp niệm vọng tưởng này. Nếu có thể phục được tạp niệm vọng tưởng, vậy thì cái cảnh giới mộng đó nhất định phải khác. Tóm lại ở công phu, cái công phu này không thể miễn cưỡng. Cái công phu này không thể miễn cưỡng được. Chỉ riêng miệng niệm, tâm niệm không tương ưng, nếu muốn đạt được cái cảnh giới này thì là rất khó. Quan trọng nhất là tâm phải tương ưng. Trong tâm chân thật nghĩ tưởng A-di-đà Phật, chân thật nghĩ đến thế giới cực lạc, xin nói với các vị, đó mới gọi là niệm Phật. Niệm Phật là tâm niệm, không phải là miệng niệm. Có miệng mà không có tâm, nếu chỉ có miệng niệm là sân. Sân thì lực cạn, niệm thì lực mới sâu. Niệm không nhất định phải có sân. Hay nói cách khác, niệm không nhất định niệm ở trên miệng. Trong tâm chân thật phải có, vậy mới gọi là niệm. Chúng ta nói niệm Phật là trên tâm chân thật có Phật, vậy mới gọi là nhất tâm niệm Phật. Chúng ta nhất tâm niệm Phật, mỗi niệm không nới lỏng, không luận là mong muốn cái niệm A-di-đà Phật này có thể giữ gìn được một cách miên mật. Chúng ta ngoài lúc đi ngủ ra không có cách nào, chính mình không thể khống chế. Thế nhưng niệm đến 3 năm, 5 năm, công phu thuần thục rồi, nằm mộng cũng sẽ niệm Phật. Vào lúc đó,
công phu của bạn chân thật không gián đoạn, trong mộng cũng niệm Phật. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.